Đại hội Minh Tinh kỳ 16, kịch đoàn Dương Nam Thúy Quyển, lần đầu tiên một vở kịch được chính bà bầu Thúy Quyển dàn dựng với những câu thoại tài hoa và sâu sắc của đạo diễn Nguyễn Minh Phương. Mắt, nã, tình yêu, một dàn sao sân khấu điện ảnh xuất hiện rực sáng, khiến khán giả không thể rời khỏi ghế từ giây phút mở màn cho đến hồi kết thúc. Bảo Quốc, Minh Luân, Hoàng Anh, Thanh Duy, Võ Thanh Tâm, Hà Linh, Hồng Loan, Kha Ly, Phương Anh, Thi Nhung, Ngô Phương Anh, Mai Lan, Duy Long, Lê Giang, MC Tuấn Anh và Dân Trang. Chủ nhật ngày 15 tháng 9 tại rạp Sài Gòn, hai suất 1:30 và 6:30 tối. Vé bán tại Tú Quỳnh, Bích Thu Dân, Bonsai Ticket và bà bầu Thúy Quyển 714-715-5864. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Và bây giờ bà bầu Thúy Uyển cùng diễn viên Hoàng Anh và Bích Trâm sẽ trở lại với quý vị trong buổi nói chuyện về vở kịch Mặt Nạ Tình Yêu. Vâng thưa quý vị, vâng thưa cô Thúy Uyển, thì bây giờ trong cái vở kịch Mặt Nạ Tình Yêu này đó, nghe cái tên Mặt Nạ Tình Yêu không đó, thì Bích Trâm là thấy nó có một cái gì đó mà nó cũng hơi... hơi sờ sờ. Mình nghe nói cái mặt nạ thì mình không hiểu nó làm sao. Cô có thể cho quý khán giả được biết một tí về cái tại sao lại mang cái tựa đề Mặt Nạ Tình Yêu. Trong vở kịch này nó có nhiều cái đó, hỉ nộ ái ố nhiều lắm, nhưng mà đạo diễn Nguyễn Minh Phương đặt cái tựa đề cái kịch đó, Mặt Nạ Tình Yêu, thì quý vị nghe là phải biết rồi cái tình yêu nó. Nếu mà nói ra mà để khi yêu nhau đeo mặt nạ vô đến khi bỏ mặt nạ ra là nhà xoang rồi đó. Chắc là như vậy đó, cũng có hơi giống vậy. Thành ra quý vị đến xem cái kỳ này, những cái kịch bản trước quý vị ủng hộ kịch đoàn Việt Nam Thiếu Nguyễn rất nhiều. Kỳ này cái đặc biệt, cái này đạo diễn dứt giờ phút này dứt xong rồi mà giờ còn phải sửa đi sửa lại. Dạ. Sửa cho đúng cái vai trò của diễn viên. Thành ra Thúy Quyển mong kỳ này quý vị xem sẽ hài lòng rất nhiều. Và muốn cái Mặt Nạ Tình Yêu thế nào thì mời quý diễn 15 tháng 9 đến xem hai suất hát 1:30 và 6:30 đến đúng xem rồi. Thì Thúy Quyển cũng như những lần trước phần mở màn mà kịch đoàn Việt Nam mở màn ra thì có cái mấy anh diễn viên điện ảnh, cái ca sĩ biểu diễn những bài ca rất là hay. Wow, và bây giờ kỳ này mình cũng có ca sĩ có lúc nào cũng có đây, thưa cô. Phần đầu thì cô cũng mời mà Phương Anh ở đây, giờ nhiều khán giả thích lắm. Cổ là cũng thần tượng Bolero của thi Phương Anh, Phương Anh rồi Nguyên Nhung rồi Đồng Thanh Tâm rồi Đinh Quốc Anh với lại Trương Hồ Quang Lộc đấy, là Hồ Quang Lộc đó, rồi đặc biệt là MC đó. Chương trình lần này của cô Thúy Quyển là MC Tuấn Anh. Tuấn Anh là kỳ này cũng là được hạng gì của cái cuộc thi của chùa Đường Ngự. Thi Nhung thì hạng nhất, quán quân hạng nhất. Thành ra trong này nhiều là của Thúy Quyển là ngôi sao nhiều lắm. Toàn ngôi sao cũng như vậy là như vậy, tất cả những diễn viên và ca sĩ đứng sân khấu là nó rực còn sáng hơn ánh đèn. Đó, quái đèn ha. Đúng rồi, nó còn sáng hơn ánh đèn rồi đó thưa quý vị. Cho nên quý vị nhớ ngay 15 tháng 5 của năm 2019, mời quý vị đến Sài Gòn Performing Arts Center, hai suất 1:30 và suất 6:30 buổi tối, để mà quý vị có thể coi được ngay cái vở kịch Mặt Nạ Tình Yêu do bà bầu Thúy Uyển gọi là đạo diễn một cách rất là gọi là thay đổi cái cách gọi là diễn xuất của diễn viên rất là nhiều. Mời quý vị theo dõi nha. Đức Trâm nói thì cô rất cảm ơn. Thật sự ra cái vở kỳ này đó nó rất là lắc léo, nó nghĩa là đạo diễn chưa bao giờ éo le lắm lận, thì bắt nghĩa là khán giả phải đến xe phải ngồi theo dõi hơi mệt chút, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ vừa lòng. Thì cái phần đạo diễn thì đạo diễn Minh Phương đạo diễn Quyển có cái dàn dựng công lực cũng đã mệt rồi, nó thật sự vậy, rồi lo bán vé, rồi lo đủ mọi mặt, nhưng mà cũng nhờ Trúc Quyển, gái Trúc Quyển ngày xưa thì cháu lo hết dàn dựng gì, như kỳ này nói tiếng dàn dựng Quyển lo, nhưng mà cũng nhờ cháu hết 70% rồi, cho nên quý vị đã thương kịch đoàn Dân Nam Thiếu Quyển mấy mươi năm rồi, thì Quyển cũng nói là cũng như cái nghiệp của mình. Thí sinh tổ nghiệp thương, thành ra còn ăn cơm tổ và mấy chục năm nay mà cứ dính liền, thì quý khán giả thương đến ủng hộ cho quý cho tất cả anh em nghệ sĩ diễn viên điện ảnh cũng như là con cháu trong ngành kịch nghệ cũng như là ca sĩ. Thúy Nguyệt
kêu gọi khán giả thường thì thương cho trót đúng không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy thì bây giờ diễn viên điện ảnh có một cái màn gọi là trình diễn một bài hát nào đó không? Họ chắc về rồi. Người đàn trai thế này là phải đến chắc là giọng hát cũng phải hay lắm đó. Dạ thì quý vị cũng đã biết thì đây là cái đại hội Minh Tinh kỳ thứ 16 rồi. Đấy, lần thứ 16 rồi thì những lần từ những lần đầu tiên tới giờ thì cái kịch của bên kịch đoàn Thúy Quyển thì cái diễn viên và kịch bản nó hay như thế nào thì quý vị khán giả đã đi xem là sẽ cảm nhận được. Thì đây cũng là một cái kịch bản hoàn toàn mới và một cách dàn dựng hoàn toàn mới nữa của cô Thúy Quyển. Thì hy vọng rằng kịch này Mặt Nạ Tình Yêu sẽ đem lại một cái màu sắc mới cho đẹp đến tươi mới cho khán giả, một cái chủ đề mới, đời tài mới để trình bày với lại quý vị khán giả. Khán giả mỗi lần đi xem ra thì cái hạnh phúc nhất mà cái sự mệt mỏi của cô, nghĩa là mệt lắm con mà khán giả đi ra nó trời hay quá. Cái đó cô nói bằng cái sự đúng thật. Rồi. Chứ nếu mà mình phải biết là mua một cái vé mà ngồi mấy tiếng đồng hồ đó thì mình đáp lại cho khán giả những cái gì mà để vui. Thành ra cô cũng bỏ cái công sức tất cả đem nghệ sĩ. Cô được có cái may mắn là mấy đứa nhỏ nó coi mình như cha mẹ bằng kêu má mà. Thành ra cô thương những đứa em mà những như quắc rồi là như em, như chị em. Thành ra cô thương, cô trân quý những cái nghệ viên mà khi mà cộng tác với cô. Cho nên là cô chăm sóc, đó có Hoàng Anh để cô chăm sóc. Mấy đứa nó chọc hoài nhưng mà cô vui. Cái tuổi mình lớn rồi mình vui cái đứa nhỏ có đó. Có nhiều con cháu quá rồi, xung quanh là vui rồi, vui. Đúng không? Thành ra đó thì cũng thường là làm việc với nhau. Hỏi em hát rồi cái 4-5 tháng sau em hát cái lúc đó buồn, quên qua nói chuyện này kia. Thành thử ra đó quý vị thấy một cái công trình mà khi mà làm một cái vở mà dựng lên nó rất là khó khăn. Một người mình ở bên đây rồi ở Việt Nam rồi quy tụ lại để tập tuồng nghiệp lắm cái đó khó lắm. Cũng như Minh Luân nè, kỳ này Minh Luân rồi đang đóng phim mà thành ra diễn xong ngày 15 sáng ngày 16 phải về. Một lần còn nghỉ được 3-4 ngày đi chơi, bây giờ là Minh Đương phải như vậy luôn. Cho nên là Thúy Quyển cũng mong thương khán giả đã thương cho trót, rồi thương mấy em thì thương Thúy Quyển thì đến xem, dù cho bận thì giờ mình nín chút thì giờ với coi cái Mặt Nạ Tình Yêu kỳ này nó như thế nào, nó lạ như thế nào. Vậy thì cái người bây giờ mình nói qua cái một chút về vấn đề ca nhạc thì bởi vì cô cái chương trình của cô là Dân Nam Thúy Uyển và Entertainment đúng không? Thành ra trong cái giới mà ca sĩ mà cô mời thì cô vừa mới nói đó là có những người mà đã vừa được những cái giải thành phố của chúng ta đây và đồng thời những cái có người từ Việt Nam mà đi qua đây nữa thì cô có thể chia sẻ thêm một chút xíu cho quý khán giả đây được biết là những người đó là ai. Bây giờ mình đọc trong nhiều quá đúng rồi chụp cô và cô phải đọc ra luôn hoặc là để anh đọc nhé. Rồi cái đầu đàn đó là đầu là Bảo Quốc ha. Bảo Quốc biết rồi, mình đọc từ qua đây hả con ha. Có Hà Linh là con của cô Thanh Nga đó. Cũng góp cho trong cái màn kịch cũng vui lắm. Linh nè, Thanh Duy Kha Ly chắc chắn là quý vị khán giả cũng đã biết rồi, bao nhiêu số diễn cho má rồi. Quảng Anh là người đẹp trai đang ngồi đây. Rồi Vân Trang, rồi Minh Luân, Võ Thành Tâm, nãy là Thúy Quyển có giới thiệu Võ Thành Tâm, chắc có lẽ là mà tất cả quý khán giả đã từng xem nhiều phim của nhà. Rồi ca sĩ Mai Lan, Lê Giang kỳ này cũng rất là đặc biệt, Lê Giang lâu quá rồi hả con? Rồi kỳ này là phỏng vấn rồi đậu hết. Lê Giang. Lê Giang kỳ này là qua sẽ diễn hài cùng với lại chú Bảo Quốc. Chắc quý vị cũng đã coi mấy cái game show ở Việt Nam thấy chị Lê Giang diễn hài vui cỡ nào rồi phải không? Đúng rồi, Lê Giang là vui rồi. Rồi Long, rồi Ngô Phương Anh. Đọc bên Kali, Hồng Loan, MC Tuấn Anh, rồi anh Tuấn Anh, Thiên Nhung, Trần Hồ Quang Lộc, rồi ca sĩ Phương Anh, Đinh Quốc Anh, Nguyên Nhung và Đồng Thanh Tâm. Muốn nói thêm một chút nữa là quý vị đã từng xem Hồng Loan trẻ nhưng mà đóng mấy cái vai lớn tuổi vai mẹ. Kỳ này bà mẹ này cũng đau khổ và cũng đáng thương lắm quý vị ơi.
Như là phải nói là mỗi một lần, mỗi mà đóng vai bà mẹ, nhưng mỗi một cái câu chuyện nó khác, một cái tình tiết, cái tình cảm của người mẹ này nó khác, nó khổ cái khác. Kỳ này quý vị đến xem, cái đó là phải nói là Hồng Loan cùng Lâm. Hồng Loan cùng Lâm một nghệ sĩ gạo cội. Ở đây là con mẫu quốc đó. Con đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, thì Bích Trâm cũng có được tiếp xúc với Hồng Loan nhiều lần, chứ Bích Trâm làm cho cái Mưa Rừng Entertainment đó, Bích Trâm cũng giúp cho đó. Thành ra Bích Trâm cũng gặp rất là nhiều nghệ sĩ. Thì bây giờ con nhà tao cũng giống lắm, thành ra đương nhiên là Hồng Loan sẽ làm được, thực hiện được rất là hoàn thành cái vai của mình ở trong tất cả những cái vở diễn. Nhưng mà cái vở diễn của Hoàng Anh nè, chỉ muốn em chia sẻ với quý khán giả cái vở diễn nào đối với em là một kỷ niệm đáng nhớ, và cái gì khi mà em vấp phải trong những cái vở kịch như vậy. Đó phải có chứ phải không? Cái vấp phải rồi cái mình nhấc lên nha. Cảm ơn nha Bích Trâm. Thì số vừa rồi lần thứ bao nhiêu vừa rồi mà quá 13 hả má? Kịch 15. Giờ 16. Không, cái lần số mà con diễn cho má là cái Ngọc Lan trong gió. Thì cái lần đó là chú Nguyễn Minh Phương giao cho em một cái vai rất là nặng. Một ông hội đồng ngày xưa rất là khó tính này nọ. Đóng chung với chị Hồng Loan nè. Đó, rồi lần này là một cái vai nặng hơn nữa. Hồng Loan nữa. Gặp Hồng Loan nữa luôn đó má hả? Dạ, nặng giống như là anh vừa mà này kìa rồi. Cái ông này cũng quy quyền bắt tấn đá đó, và dán một tấn đá lên người mình diễn đó, rất là nặng ký. Và anh đang sẽ cố gắng nghiên cứu kịch bản thật kỹ và trao dồi thật kỹ và tập luyện cùng với mọi người để hy vọng rằng đem đến một cái vai diễn và một cái vở diễn rất là đặc sắc. Dạ đúng thêm rồi. Một lần nữa đem đến quý vị khán giả nha. Phải thuộc bài phải không? Phải thuộc là chắc chắn rồi chị. Thuộc bên trong không? Không. Đặc biệt cái sự may mắn của cô đó là mấy em tập tuồng diễn ra thuộc bài hết, phải bài. Chị có biết không, diễn viên tụi em có khoảng từ một tuần để đến tập với nhau thôi, xong xuôi hết tất cả đó, từ ánh sáng một tuần hết, một tuần một thôi, có nghĩa là diễn viên từ Việt Nam qua là ngày hôm sau là nhảy vô tập liền trong vòng một tuần. Thì nhạc thì cũng Quốc Tuấn làm nhạc, còn tranh cảnh thì Trúc Uyển là Liên Thăng cũng phụ cũng giúp cô. Cô muốn nói là nói sơ qua Hoàng Anh với Hồng Loan, tuy tuổi trẻ nhưng mà những cái vai ông già, bởi vì trong cái nhóm của cô đặc biệt trẻ hết, thành ra cái trường quá thân vào cái vai trung trung hay vai già những cái đó, thành ra đó nó đã đi gây ấn tượng cho khán giả rồi. Nhưng mà mỗi một lần á, ông già hay là một bà già nó khác cái phải không con? Nó khác hết, thành tính ra nó tính cách khác, thành ra nó đòi hỏi cái sự diễn xuất quá thân nó đòi hỏi nhiều lắm, cho nên là khi mà đạo diễn Quân viết cái tuần này, đạo diễn cho phép đạo diễn chọn nghệ sĩ nào đóng kỳ này Dân Trang một cái vai rất dễ thương. Dễ thương, nó còn Kha Ly thì thôi chắc quý vị sẽ thấy Kha Ly ghét đó, ghét nhưng mà cuối cùng thương tâm Kha Ly đó, một cái lối diễn khác đó. Rồi Minh Luân thì thôi thấy một cái cậu đầu hiền, nhưng mà tại sao mà về sao mà phải đâm ra cũng cái người cũng như là ác đi. Cái nhân vật nó thay đổi một cái từ cái chết mà trở lại sống, tức là 180 độ đó. Nó thay đổi tất cả. Còn Võ Thành Tâm vai một bác sĩ đẹp trai, nhưng mà cũng mình bây giờ nói hết thì không ai nghe nữa rồi, đúng rồi, không đi xem liền bây giờ. Hấp dẫn lắm, Võ Thành Tâm kỳ này lần đầu tiên cộng tác với Thúy Nguyễn trong kịch Đoàn Giang Nam lần đầu tiên, nhưng mà Thành Tâm cũng là nổi tiếng nhiều phim rồi, đóng kịch cũng nhiều rồi, cho nên cái vai nó cũng rất là nặng. Phải nói là trong những cái vai mà trong vở kịch này đều có chỗ diễn, và chưa bằng mấy em mà mấy con là tư đua nhau và diễn, mà rất dễ thương. Có cái là trong đoàn kịch khi mà tập tuồng đó, anh em nhường nhịn với nhau, thuộc với nhau, mình nói chuyện có kiểu quăng bắt với nhau, thành ra là cái may mắn của cô và mà làm cho cô mà
mình còn cái sức, cái sức để mà làm, biết một cái ăn ối để mình làm chứ còn có phức tạp nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình tiếp xúc với những nhân vật trong cái làng showbiz ca nhạc kịch nghề của hải ngoại chúng ta, đó là bà bầu hoặc là má Thúy Uyển, là một cái tên rất là thân thương mà quý vị luôn luôn gọi như thế, và diễn viên điện ảnh Hoàng Anh. Trong cái vở kịch sắp tới đây vào ngày 15 tháng 9 của năm 2019, 2 suất 1:30 và 6:30 tại Sài Gòn Performing Arts Center, và trên màn ảnh sẽ hiện ra cái số phone để quý vị gọi vào để mua vé. Và Bích Trâm hy vọng rằng cái vở kịch Mặt nạ tình yêu sẽ đem đến cho quý vị những cái hỉ nộ ái ố trong đời sống của chúng ta rất là sự thật, và chúng ta sẽ kinh qua đó, một vở kịch mình cũng sẽ kinh qua để mình lấy cái đó làm cái kinh nghiệm trong đời sống của mình, phải không thưa quý vị? Phải không thưa cô và diễn viên Hoàng Điện ảnh Hoàng Anh? Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và biết trong hy vọng quý vị sẽ đến để mua vé và trực chờ để mà có cho bằng được bản kịch Mặt nạ tình yêu. Trước khi dứt lời cho Thúy Uyển, xin cảm ơn giám đốc đài 7.7 đã cho Thúy Uyển với Hoàng Anh lên có cơ hội đó lên trình bày cái buổi diễn ngày 15 tháng 9. Và thì quý vị nãy giờ nói nhiều rồi ha. Thì mong Thúy Uyển mong gặp tất cả khán giả mà thân thương của Thúy Uyển đã từng gặp, họ mỗi lần mở màn ra thấy hàng ghế người nào Uyển bán vé, người nào ngồi sao là bán vé y như vậy đó. Thành ra Thúy Uyển mong rằng quý vị đến đông đủ rồi tất cả anh em nghệ sĩ, tất cả các con của Thúy Uyển lên gặp khán giả, nghĩa là vui rồi, và đem hết sức tài năng của mình để cống hiến cho quý vị nhiều. Vâng, chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong cái Sài Gòn Performing Arts Center vào ngày 15 tháng 9 năm 2019. Đại hội Minh Tinh kỳ 16, kịch đoàn Dương Nam Thúy Uyển, lần đầu tiên một vở kịch được chính bà bầu Thúy Uyển dàn dựng với những câu thoại tài hoa và sâu sắc của đạo diễn Nguyễn Minh Phương. Mặt nạ tình yêu, một dàn sao sân khấu điện ảnh xuất hiện rực sáng khiến khán giả không thể rời khỏi ghế từ giây phút mở màn cho đến hồi kết thúc. Bảo Quốc, Minh Luân, Hoàng Anh, Thanh Duy, Võ Thanh Tâm, Hà Linh, Hồng Loan, Kha Ly, Phương Anh, Thi Nhung, Ngô Phương Anh, Mai Lan, Duy Long, Lê Giang, MC Tuấn Anh và Dân Trang. Chủ nhật ngày 15 tháng 9 tại rạp Sài Gòn, 2 suất 1:30 và 6:30 tối. Vé bán tại Tú Quỳnh, Bích Thu Dân, Bonsai Ticket và bà bầu Thúy Uyển 714-715-5864.